Ooh. Nếu như bạn cung cấp cho nó một cái môi trường ánh sáng ổn thì nó mang lại cái chất lượng hình ảnh thực sự sẽ làm cho bạn phải wow thôi, bởi vì màu của nó quay ra nhìn rất là đã, nhìn rất là kiểu nịnh nịnh mắt cine á, nó phê phê làm sao á. Tuy nhiên là trong những cái trường hợp mà nó thiếu sáng thì nó xử lý sẽ so sánh thử với con GoPro 9 thì mình thấy rằng là GoPro 9 khi mà quay thiếu sáng thì nó sẽ bị hơi ám xanh một chút xíu, con Pocket 2 này thì hơi ám đỏ một chút xíu. Nhưng mà các bạn có thể thấy rồi đấy, quay thiếu sáng thì nó nhìn hơn GoPro một chút. Còn nếu mà so với là iPhone 11 Pro Max thì nó lại thấp hơn một chút xíu. Các bạn có thể thấy nếu mà quay ngoài trời á, iPhone cho màu da rất là đẹp, quay trong nhà iPhone cho màu da cũng trong hơn và nhìn có cảm giác thích mắt hơn. Còn con Pocket 2 này thì nó cho cái màu da quay phim thiếu sáng nó sẽ hơi xịn và hơi bị ám đỏ. Và để cái khắc phục cái điều này thì các bạn không nên dùng Cine Light đi ở trong tối. Theo kinh nghiệm của mình thì nếu như các bạn quay những môi trường mà dư sáng, đủ sáng ở ngoài trời thì bật cái Cine Light đi lên nó sẽ phát huy tác dụng cho hình ảnh rất là đẹp. Cái trận bão hôm qua này anh em, hôm qua là nước chắc là nó tràn luôn cái cầu này, cho nên là đây là cây này, thấy không, cây cối nó mắc kẹt hết ở đây luôn, kinh không. Ui ôi anh em thấy chỗ kia không, cái dây điện nó cao ngang tầm người mình luôn, vậy là nó ngập lên tới trên kia luôn, ngập lên tới mét cái bờ kia luôn. Còn nếu mà quay những cái môi trường mà thiếu sáng như là ở trong nhà thì nên tắt cái Cine Light đi, dùng cái normal thôi thì sẽ ok. Về phần chống rung thì mình đánh giá nó rất là cao. Tuy nhiên vì cái thiết kế siêu nhỏ cho nên khi mà cầm quay á và chúng tay của chúng ta lắc như thế này á thì nó sẽ không được triệt tiêu tốt như là con OM4. Và các bạn có thể xem trên video đó, mình đã chạy và con Osmo 4 chống rung tốt hơn một chút xíu. Mình nghĩ là có thể cải thiện được bằng cách là chuyển cái follow này qua cái chế độ là slow follow và đi cẩn thận. Thêm một lưu ý nữa đó là khi mà các bạn dùng con gimbal này thì nó chỉ có chống rung 30 chứ nó không có chống rung trục dọc, cho nên là không dùng để mà kẹp vô mô tô hay là kẹp vô các cái thiết bị mà nó có cái độ sóc, độ rung của máy móc nó truyền đến thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng là cái hình ảnh nó cũng sẽ bị. Nhưng mà chất lượng hình ảnh thì nó không phải là điểm quyết định đối với một cái camera vlog đâu, cái đó là mình nói thiệt. Đối với con Pocket 2 này thì bản thân mình hài lòng với chất lượng hình ảnh của nó. Và lý do lớn để mà mình chọn nó là những cái lý do về tính trải nghiệm. Trải nghiệm có nghĩa là nó thuận tiện hay không, nó quay dễ dàng hay không, và cái trải nghiệm thực tế của nó về cái mức độ điều khiển hay là nói chung là về tính trải nghiệm thì nó thực sự rất là hay. Tự đứng và có thể điều chỉnh được góc quay được. Thì thực ra thì các cái camera khác, ví dụ như là GoPro hay là máy ảnh thì nó cũng có thể tự đứng được. GoPro thì nó có thể đứng theo chiều ngang này, theo chiều dọc này,
hay là theo chiều ngửa lên này. Nhưng mà đối với con Osmo Pocket này á, thì nó chỉ đứng được một chiều thôi. Nhưng mà cái hay của nó là nó có thể điều chỉnh được góc quay, bởi vì nó có 30 gimbal, cho nên nó có thể ngửa lên này, ngửa xuống này, sau đó xoay vòng vòng chẳng hạn. Thì không chỉ dừng lại ở đó, tích hợp luôn cái lỗ ốc 1/4 inch để mà bạn có thể gắn cái chân máy vô. Ui, gắn cái chân máy vào. Và khi gắn chân máy thì chúng ta không cần cái bồn head ở chỗ này nữa, mà vì chúng ta đã có cái gimbal 30 và điều chỉnh góc quay bằng 3 cái trục này rồi. Rất là tiện, rất là nhỏ, rất là gọn, rất là sướng. Nhưng mà trong các cái chuyến đi á, thì mình thường sử dụng cái kẹp này. Cái kẹp này mình đã giới thiệu từ rất là lâu rồi, từ cái vlog mà những trong ba lô vlogger có gì á, Dinkum System. Và mình thích sử dụng cái kẹp này hơn. Tất nhiên là chúng ta sẽ không sử dụng được ở những cái chỗ mà nó không có gì để kẹp. Nhưng mà thông thường thì khi mà trên cái quãng đường đi của mình thì mình thấy hầu hết chỗ nào nó cũng có cái chỗ kẹp cả. Ví dụ như là trên xe máy thì chúng ta có tay này, hay là trên máy bay thì chúng ta có những cái chỗ để hành lý để kẹp này, hay là... Mà vì con Osmo Pocket này nó rất là nhỏ gọn, cho nên chúng ta có thể kẹp và để ngang hay để dọc hay gì đó mà không sợ bị ẻo cái kẹp xuống như là kẹp những cái camera to. Chỉ nặng có hơn 120g mà thôi. Và kích thước thì nó siêu nhỏ chứ chỉ... Nhưng mà vấn đề là cái cụm camera nó rất là nhỏ, và khi mà chúng ta cầm vào đây á thì nó che hết cái phần rồi. Cho nên là những thứ còn lại là cái camera nhỏ xíu như thế này. Cho nên... Một cái gimbal tích hợp camera nhỏ nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Và nếu mà so với GoPro hay là điện thoại thì nó ăn đứt về độ nhỏ gọn luôn. Cái nhỏ gọn này nó có rất là nhiều cái công dụng nha anh em. Không chỉ là nhỏ gọn nhẹ để mà đút vào ba lô và nhẹ nhàng mang vác đâu, mà nó còn tạo cho người xung quanh sự dễ chịu, không bị khó chịu. Ví dụ như anh em đi quay vlog ở ngoài trời á, mà anh em cầm một cái to như thế này á, thì chắc chắn rằng là anh em sẽ giống như là một cái ngôi sao, và mọi người sẽ đổ dồn ánh mắt vô trong chúng ta. Và trong đó sẽ có những người khó chịu, rụt rè, và cơ bản là sẽ làm cho không gian lúc đó nó sẽ rất là ngượng ngùng. Nhưng nếu anh em cầm những cái camera nhỏ như thế này hay như thế này thì nó sẽ làm cho không gian ở chỗ đó dễ chịu hơn. Người ta sẽ nhìn vào giống như là ôi cái thằng này quay phim cái gì như đồ chơi á, sẽ cảm thấy rất là dễ chịu chứ không bị khó chịu như là cầm những cái camera lớn. Và nhỏ gọn nó giúp cho chúng ta quay vlog dễ hơn ở chỗ đông người. Và theo mình là nó nhỏ hơn GoPro rất nhiều, mặc dù anh em có thể so nó dài hơn GoPro, nhưng mà khi mà chúng ta cầm tay và chúng ta che hết cái cán thì nó chỉ còn lại một chút xíu thôi. Và nó nhỏ hơn cả cái ống lens của GoPro nữa, anh em thấy không? Nên có thể nói đây là con camera nhỏ nhất thế giới. À không, camera kèm gimbal nhỏ mà xịn à. Chứ còn camera quay lén hiện tại nó nhỏ hơn rất là nhiều. Và cái nhỏ nhẹ này thì tất nhiên là chúng ta có thể gắn vào chân máy, hay là chúng ta cầm đeo, hoặc là bỏ túi, bỏ vô ba lô một cái ngăn rất là nhỏ để chúng ta chủ động hơn trong cái việc là lấy ra lấy vào rất là nhanh, kẹp vô bất cứ đâu để mà chúng ta có thể set up góc máy trên cao dưới thấp hay ở đâu đó chúng ta đều có thể kẹp vào được. Rất là tiện, nhỏ gọn, thực sự rất là lợi hại. Cái thao tác cầm nắm của nó rất là dễ chịu, chúng ta cầm rất là chắc tay. Và thêm nữa, chúng ta có thể xỏ vào cái dây này. Ở chỗ này chúng ta có một cái lỗ để chúng ta móc dây rồi ha, cho nên xỏ dây này cầm đi ra ngoài đường rất là an toàn. Thực sự thì trong những cái lúc mà mình có nhiều đồ đạc á thì mình cầm con này nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều so với cầm điện thoại. Để trường hợp tay mình mà có vội để mà chụp lấy cái gì đấy thì mình có thể thả ra và mình, vì nó đeo mà nó gọn nhẹ, còn điện thoại thì đâu có gì đeo đâu. Nếu mà có một cái dây đeo vào cổ thì mình nghĩ chắc cũng giải quyết được. Nhưng mà mình thấy con Osmo này tiện vãi, nhỏ gọn, tiện trong rất là nhiều trường hợp. Con Pocket 2 này thì cải tiến hơn con Pocket 1 ở cái góc quay. Nó đã có cái góc rộng 22mm, và nếu như anh em mua theo bản combo thì nó có thêm một cái lens góc rộng để mở góc ra. Và mình chưa có trên tay vì hiện tại mới chỉ có bản đơn thôi, 10 ngày nữa thì mới có trên tay, nên mình sẽ lấy cái bản combo. 22mm là một cái khoảng khá là rộng. Bây giờ mình sẽ bấm quay và anh em sẽ thấy rằng đấy, với khoảng cách một cái sải tay như vậy thì mình có một cái không gian rất là rộng, và mình cảm thấy cái góc này là khá là hài lòng. Không, thực sự là hài lòng. Thêm một chức năng giúp trải nghiệm người dùng tăng cao, đó là chúng ta có cái nút bật nhanh ở chỗ này. Chỉ một giây là chúng ta có thể bật lên và bấm quay phim. Nhưng mà cái hay ở đây á là nó có thể zoom anh em ạ. 4K thì chúng ta có thể zoom 2x, còn 1080 thì chúng ta có thể zoom 4x.
zoom bằng cái nút này, hoặc là chúng ta có thể dùng cái nút bên một điểm mình thấy rất là thích ở con Pocket 2 này hay là con Pocket 1, đó là nó có một chút xíu xóa phông. Cái sensor của nó to hơn sensor của điện thoại một chút xíu, nó là 1/1.7 inch, thì nó xóa phông mạnh hơn điện thoại. Tất nhiên nó xóa phông hơn con GoPro vì GoPro đâu có xóa phông đâu, mà khi mà chúng ta quay xóa phông nó thì nó có một chút tập trung vào cái chủ thể, cho nên mình thấy là rất là phù hợp để anh em quay vlog. Xóa phông thì tất nhiên nó sẽ phải có lấy nét, và lấy nét của nó thì mình thấy khá là ổn. Thực sự bất ngờ tại vì con Osmo Pocket 1 ấy, nó lấy nét đôi khi nó bị ao, nhưng con Pocket 2 này lấy nét rất là chuẩn, nên cái việc xóa phông trên con Pocket 2 này mình đánh giá rất là cao. Màn hình hiển thị hình ảnh và có chức năng cảm ứng rất là nhạy. Quẹt qua trái để xem file, quẹt từ dưới lên để mà chọn những chức năng. Ví dụ như là chúng ta điều chỉnh gimbal không có về vị trí thăng bằng, chúng ta chọn ở đây để cho nó về vị trí reset ha. Và xoay gimbal để mà quay tự sướng, hay là những cái mà chúng ta cần quay bản thân, chúng ta nhìn khung hình ấy. Quay qua bên kia đi. Chỗ này là để chọn nhanh hoặc là chậm, chỗ này là slow, thì khi mình di chuyển gimbal nó sẽ quay theo chậm, nó kiểu như delay lâu ấy. Wow, nhanh chưa nhỉ? Slow, fast. Đấy, nhanh hơn. Ok, còn cái này là chế độ gimbal. Tiêu lúc là khóa cái trục ngang. Đấy, ba cái chế độ FPV hoặc là follow. Còn quẹt từ bên này qua là chúng ta sẽ chọn những cái chức năng, ví dụ như là chụp ảnh hay là quay phim, mà kéo qua thêm một lần nữa chúng ta có thể chỉnh khung hình hoặc là cái độ phân giải. Nó rất là dễ dàng. Nếu mà không muốn chỉnh ở chỗ này thì các bạn có một cái nút ở chỗ này là nút mod để mà chuyển qua lại giữa quay phim hay là chụp ảnh. Còn cái này thì chúng ta có thể chọn thêm được những cái chức năng khác, ví dụ như slow motion hay là time lapse. Trong time lapse thì chúng ta lại có time lapse hay là hyper lapse hay là motion lapse. Nói chung có rất nhiều chức năng trong này để chúng ta có thể tùy biến sáng tạo với con gimbal này. Còn kéo từ trên xuống thì bạn sẽ có những cái chức năng điều khiển, ví dụ như là điều khiển cái joystick nè, hay là điều khiển setting, hay là chọn, bạn có thể chọn cái ưu tiên cái chất lượng hình ảnh, hay là ưu tiên cái việc lưu pin, chất lượng hình ảnh giảm xuống để quay được pin lâu hơn đấy, tùy theo chúng ta ha. Và cuối cùng là chúng ta chọn Pro hay không. Cái chức năng Pro cho phép bạn chọn exposure này, hay là white balance, hay là những cái màu cine lighting, hay là normal. Cái chỗ focus này lưu ý nhá, nếu mà bạn bật single focus thì nó chỉ focus khi mà các bạn chạm vô thôi. Đấy, chạm vô đâu thì nó focus một lần chứ nó không focus được liên tục, cho nên lưu ý. Một điểm hay nữa là khi mà bạn tắt cái gimbal này, nó sẽ tự động xếp lại để các bạn có thể nhét vô trong cái hộp. Cái cover của chúng ta thì nó sẽ có cái khay đựng này, hay lắm. Đây, cái khay đựng nhét vô rất là dễ. Chỗ này còn có đựng cái len góc rộng nữa, nhưng mà cái bản này mình không có rồi, mình chờ khoảng 10 ngày nữa cái len mới về. Wow, hào hứng ghê. Xong rồi thì nhét vào đây. À chà, lúc mà tắt xong thì mình sẽ nhét luôn, bởi vì là tắt xong thì nó sẽ còn lưu cái gimbal ở vị trí này khoảng vài giây á, nó còn 5 châm, còn bây giờ thì mình để lâu quá nên nó hết. Mình bật lên này, xong mình tắt đi này, đó, nó sẽ dính ở chỗ này như vậy. Sau đó hướng cái trục này vô trong, rồi nhét vô. Đấy, được chưa? Đó là những cái điểm mà DJI đã thuyết phục mình thành công mua con Pocket 2 này. Tuy nhiên rằng là chúng ta vẫn có những cái điều cần phải lưu ý trước khi mua, chứ nó không phải là một con camera hoàn hảo. Đầu tiên đó là khả năng tracking của nó, thì mình thấy vẫn có những cái trường hợp bị ao khỏi khuôn mặt. 4K 24 frame tracking khuôn mặt, âm thanh thu không có microphone. Nói chung là rồi mất tiêu tracking luôn. Nếu mà mình di chuyển chậm thì nó ok, nhưng mà khi mà mình đi ở ngoài đường thì các thứ, đôi khi đi vào trong bóng râm hay gì đó thì nó sẽ bị out cái phần tracking nó ra, và thấy là cái tracking của nó hiện tại là hoạt động chưa được hoàn hảo. Về chất lượng hình ảnh thì mình thấy nó có chất lượng hình ảnh thực sự là rất là bất ngờ, rất là nét và màu rất là đẹp. Tuy nhiên cân bằng sáng của nó thì đôi khi vẫn sẽ bị cháy sáng, và nó có sensor 1/1.7 inch, tất nhiên là to hơn GoPro, to hơn điện thoại. Tuy nhiên là nó cũng không thể xóa phông được như những cái camera chuyên dụng có sensor to nhá, nên anh em lưu ý mà cần xóa phông nhiều thì con này nó không xóa phông nhiều được đâu.
Con camera này có pin tích hợp nhé, pin tích hợp bên trong và chúng ta sẽ sạc thông qua cái cổng Type-C ở bên dưới và chúng ta có thể vừa sạc vừa quay. Và pin của nó là 870 mấy mAh và nó có thể quay theo quảng cáo là 108024p lên đến 140 phút, có nghĩa là khoảng hơn 2 tiếng một chút xíu. Mình thấy khá là ấn tượng bởi vì cái pin đó vừa phục vụ cho gimbal và camera luôn mà được quay được 2 tiếng thì khá là ấn tượng. Tuy nhiên nếu mà ai quay shot dài á thì chúng ta phải cắm thêm cái cổng sạc vào bên dưới để vừa quay vừa sạc. Và tiếp theo là đây không phải là một cái action camera mà nó là một cái camera tích hợp gimbal, cho nên là nó sẽ không thể so sánh cái mức độ va đập với GoPro hay các action cam khác được, nó không chịu được va đập. Tuy nhiên là nó có thể chống được mưa phất. Đấy là mình không biết hãng có thông báo hay không, nhưng mình đi mưa phất rồi. Nhưng mà còn cái va đập thì mình chưa xác nhận được. Nhưng ở bản Pocket 1 thì mình thấy nó khá là bền. Thực sự thì nếu mà cho mình chọn giữa combo điện thoại và gimbal hay là cái Pocket này thì chắc chắn 100% nhá, 100% mình sẽ chọn con Pocket này bởi vì cái tính tiện dụng nhỏ gọn của nó có thể quay được trong rất là nhiều trường hợp. Rất là nhiều trường hợp và nó cũng nhỏ hơn cho nên người xung quanh sẽ không bị khó chịu nhiều hơn như là việc cầm một cái thiết bị quay to như thế này. Mình thích con này hơn. Mình thích con Pocket này vãi ra. Cá nhân mình thì mình sẽ mong chờ cái bản combo hơn, bởi vì combo nó có thêm một cái microphone cài áo không dây và thêm một cái len góc rộng là hai cái mình rất là thích. Combo còn có thể livestream lên trên Facebook, YouTube nữa. Nói chung mình thấy bản thân mình thì mình sẽ mua cái bản combo. Không biết anh em thì sao? Anh em nghĩ gì về con Pocket 2 này thì hãy bình luận phía bên dưới nha. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.